Đầu tháng 11 năm 2017, trong điều kiện vô cùng khó khăn của một đơn vị mới được thành lập, xa trung tâm chỉ huy, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu còn thiếu, quân số còn thiếu so với điện biên. Song được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành, Phòng Cảnh vệ miền Trung đã tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn tuần lễ cấp cao APEC 2017, hội nghị mang tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của 21 nguyên thủ, lãnh đạo các nước trên thế giới, trong đó có nhiều nguyên thủ các cường quốc như Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc. Thành công trong công tác bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017 không chỉ khẳng định sự trưởng thành cùng với những đóng góp to lớn của lực lượng cảnh vệ nói chung trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước, mà còn là dấu mốc đầu tiên và đặc biệt quan trọng của tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung nói riêng trong tiến trình hình thành và phát triển của đơn vị, là tiền đề, động lực để tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thành phố Đà Nẵng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên, là địa điểm hoạt động thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, đảng, nhà nước, nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu các tổ chức quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm, làm việc tại Việt Nam, nơi tổ chức các sự kiện lớn tầm cỡ khu vực và thế giới, là khu vực có nhiều mục tiêu bảo vệ của lực lượng cảnh vệ. Trong khi đó, từ trước năm 2017, công tác cảnh vệ từ thành phố Đà Nẵng trở vào các tỉnh miền Trung Tây Nguyên do Phòng Bảo vệ 180, nay là Phòng Cảnh vệ miền Nam đảm nhận. Từ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị trở ra phía Bắc do các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phía Bắc phụ trách. Do vậy, việc triển khai công tác cảnh vệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác bảo vệ. Trước tình hình đó, để bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ và mục tiêu bảo vệ tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên trước mắt cũng như lâu dài, ngày 14 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành quyết định số 2045 QĐ-BCA-X11 về việc thành lập Phòng Cảnh vệ miền Trung, đơn vị có chức năng tham mưu giúp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nắm vững tình hình, xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ hoạt động tại 11 tỉnh thành phố thuộc địa bàn miền Trung Tây Nguyên. Quyết định thành lập Phòng Cảnh vệ miền Trung thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thể hiện tư duy nhạy bén, sáng suốt, tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhằm xây dựng lực lượng cảnh vệ ngày càng phát triển, lớn mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cảnh vệ trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thay đổi một cách căn bản, toàn diện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, trang bị vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cảnh vệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong tình hình mới. Là người gắn bó với đơn vị từ những ngày đầu mới thành lập, Thượng tá Nguyễn Minh Phương, trưởng phòng, nhớ lại những khó khăn mà đơn vị đã trải qua. Đơn vị gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, doanh trại, đội ngũ chỉ huy cấp đội chưa được kiện toàn, quân số thiếu so với định biên, chất lượng cán bộ chưa đồng đều, được điều động từ nhiều đơn vị trong Bộ Tư lệnh. Về vũ khí, trang thiết bị phục vụ công tác còn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng. Đây thực sự là những thách thức rất lớn đối với tập thể Phòng Cảnh vệ miền Trung. Thấu hiểu về những khó khăn mà những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung phải trải qua trong những ngày đầu tiên mới thành lập, đơn vị luôn nhận được sự động viên, quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh trong việc kiện toàn đội ngũ chỉ huy, bổ sung quân số, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, huấn luyện, chiến đấu. Đơn vị đã dần đi vào hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, với sự quan tâm,
của các cấp lãnh đạo, đặc biệt đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã 3 lần đến thăm, động viên, chỉ đạo lực lượng cảnh vệ công an dân và trực tiếp là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Trung. Sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy thành phố Đà Nẵng, của tỉnh ủy 10 tỉnh miền Trung Tây Nguyên và đặc biệt là sự giúp đỡ của các cấp các ngành, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Trung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phòng cảnh vệ miền Trung đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài ngành, với chính quyền và nhân dân các địa phương tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, thực hiện khẩu hiệu an ninh chủ động, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ký quy chế phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng trong thực hiện công tác cảnh vệ, thường xuyên phối hợp rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án bảo vệ phù hợp với tình hình an ninh chính trị trên địa bàn khu vực, mục tiêu bảo vệ, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Kể từ lúc phòng chính mà thành lập ở đây, được sự hướng dẫn phòng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị chuyên trách trong công tác cảnh vệ. Cho nên là công an Đà Nẵng chúng tôi cũng gặp rất nhiều thuận lợi trong công tác phối hợp. Các đồng chí đã biết là có dịp mà chúng trên địa bàn Đà Nẵng của chúng ta cùng lúc mà phải đón 33 cái đoàn mà của nguyên thủ quốc gia quốc tế, rồi hơn 100 đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước để tham gia các sự kiện, như đồng chí biết là các sự kiện, các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị APEC năm 17. Cùng một lúc như thế cho nên chúng ta triển khai giữa công an thành phố và cái phòng chính của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hết sức nhịp nhàng và cũng đã góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho các đoàn khách quốc tế và tạo ra cái thương hiệu cho Đà Nẵng của chúng ta. Với cái sự tham gia cũng như là phối hợp của phòng cảnh vệ miền Trung thì cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện quốc tế, các sự kiện quan trọng của đất nước và nhất là các chuyến thăm làm việc của các nguyên thủ quốc gia, các đoàn công tác của các lãnh đạo đảng nhà nước đã diễn ra rất là đạt được kết quả tốt và đạt hiệu quả rất cao. Chúng tôi trước hết là xin cảm ơn các đồng chí cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh vệ miền Trung và rất là mong sẽ tiếp tục nhận được những cái sự hợp tác hiệu quả từ phòng cảnh vệ miền Trung cũng như là mong các đồng chí cán bộ chiến sĩ sẽ có nhiều cái đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng nói riêng và sự phát triển của quốc gia nói chung. Sự phối hợp giữa cục quân đội T6 và phòng tư lệnh cảnh vệ miền Trung phối hợp với nhau rất là tốt. Trên quy chế hoạt động của văn phòng trung ương đảng, quy chế phối hợp văn phòng trung ương đảng với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, chúng tôi phối kết hợp giữa hai đơn vị để thực hiện đón phục vụ chú đáo các đoàn khách của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tại miền Trung Tây Nguyên. Chúng tôi phối hợp rất là kịp thời, rất là nhịp nhàng, đều khắp và rất là chi tiết công tác đón tiếp phục vụ đảm bảo an ninh an toàn cho sự hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước. Nó rất là chu đáo và đảm bảo mọi hoạt động. Sự phối hợp giữa các bộ hai bên rất là đều khắp và thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao của lãnh đạo cấp trên. Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện quân sự nghiệp vụ cảnh vệ, nâng cao kỹ năng chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ. Trong công tác xây dựng lực lượng, đơn vị đã chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức, đảm bảo đủ sức chiến đấu, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, kết hợp với phát động các phong trào thi đua, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của đơn vị với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Chỉ đạo đoàn thanh niên, hội phụ nữ tổ chức các hoạt động về nguồn tại các khu di tích lịch sử cách mạng, các hoạt động xã hội tình nguyện, qua đó giúp cán bộ chiến sĩ thấm nhuần giá trị lịch sử hào hùng của đảng, của dân tộc và của ngành, nhận thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác hậu cần, dự án xuất phát từ thực tế, đơn vị đã phối hợp với đơn vị chức năng, chủ động tham mưu, báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Tư lệnh nhiều chủ trương về công tác hậu cần, triển khai nhiều dự án phục vụ công tác cảnh vệ tại khu vực miền Trung Tây Nguyên.
Với sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, công tác hậu cần kỹ thuật của Phòng Cảnh vệ miền Trung đã từng bước được tăng cường, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng của đơn vị. Đặc biệt, ngày 22 tháng 9 năm 2021, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức lễ động thổ xây dựng công trình trụ sở Phòng Cảnh vệ miền Trung K01 tại thành phố Đà Nẵng, ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, phấn đấu cuối năm 2022 hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cho đơn vị có trụ sở làm việc khang trang, rộng rãi, phục vụ công tác, rèn luyện và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ. Khó khăn, chồng chất khó khăn. Song kể từ khi thành lập đến nay, mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung đã không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn gian khổ, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thì qua quá trình triển khai thực hiện cái nhiệm vụ thì cũng đây là một cái địa bàn địa chính trị rất là lớn, có cái khoảng cách giữa các tỉnh cách xa nhau, miền Trung thì cái thời tiết nó đôi khi nó không thuận lợi, khó khăn. Tuy nhiên với cái tinh thần mà một đơn vị mới, trẻ, thì cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh Trung hết sức là cố gắng, trách nhiệm và với công việc, với trên tinh thần an ninh chủ động, bám sát vào các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tư lệnh về trong thực hiện nhiệm vụ. Thì cho đến nay thì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, đơn vị đã xây dựng hàng trăm kế hoạch, phương án, chủ động phối hợp cùng với các đơn vị triển khai bảo vệ an toàn tuyệt đối trên 793 cuộc hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có 162 cuộc của lãnh đạo chủ chốt, 23 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và 4 sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức. Điển hình đã bảo vệ tuyệt đối an toàn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Đắk Lắk năm 2018, bảo vệ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công tác tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi năm 2020, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ công tác tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông năm 2021 trong điều kiện vừa phải đảm bảo an ninh an toàn, vừa phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù mới thành lập 5 năm, thời gian chưa phải là dài, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung đã từng bước khẳng định vị trí, tầm quan trọng của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thể hiện khẳng định rằng mỗi chiến công, thành tích của lực lượng cảnh vệ hôm nay đều có dấu ấn của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung. 5 năm, thời gian chưa phải là dài, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, Phòng Cảnh vệ miền Trung đã từng bước khẳng định vị trí, tầm quan trọng của mình trong quá trình thực hiện công tác cảnh vệ. Mỗi chiến công, thành tích của lực lượng cảnh vệ hôm nay đều có dấu ấn đậm nét của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giao phó trong thời gian tới, tôi đề nghị cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất là các đồng chí phải đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, chủ động nắm, dự báo sát tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh những chủ trương, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cảnh vệ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, mục tiêu bảo vệ tại địa bàn thành phố Đà Nẵng và 10 tỉnh miền Trung Tây Nguyên, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ. Thứ hai, cần chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực công tác cảnh vệ nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát, đảm bảo an ninh an toàn khu vực, mục tiêu bảo vệ. Đồng thời tăng cường hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân ở địa bàn, địa phương, các khu vực miền Trung Tây Nguyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trọng yếu, các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng diễn ra trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên. Thứ ba là cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12, khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng,
Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy truyền thống của lực lượng công an dân anh hùng, của lực lượng cảnh vệ anh hùng, đặc biệt với tâm huyết, bản lĩnh trí tuệ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Trung hiện nay, tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, ngành và Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh tin tưởng giao phó. Tự hào về truyền thống của đơn vị, phát huy kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Trung tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh giao phó, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của lực lượng cảnh vệ anh hùng.